mình sẽ làm clip này về bình thường Tulen. Tulen pháp sư cho các bạn đi đứng giữa đây. Con này thì thấy có nhiều người cũng dám gọi là hổ báo cáo trồn để vác em nói dừng luôn. Và nhưng mà hiện tại thì thời điểm hiện tại bây giờ mình thấy Tulen rất là vắng bóng ở trong cái đấu trường đánh hạng của Liên Quân Mobile. Hôm nay mình xin gọi là nhẹ nhàng tình cảm lôi em nó vào một cái trận chiến đấu vô cùng khắc nghiệt của tem đội xanh và đội đỏ. Ôi giời ơi, gặp ai không gặp, gặp ai Superman, anh đừng có đẩy em. Em anh gọi đẩy em là em người chơi em ở trong nhà em trốn luôn đấy nha. Ui giời, mới nói phát nó đẩy con quái luôn các bạn ạ. Cũng may đấy, nó không đẩy mình đấy. Nó đẩy mình là mình bắn cho nó cái peo peo một cái nè. Trời ơi. Nhìn mà đấy đẩy mà mình thấy buồn cười quá. Giống y như mình vậy. Đấy, nó ngáo ngáo ngơ ngơ giống như mình chơi gọi là Superman đấy các bạn. Mình thì chơi tướng Tulen khá là gà. Nó là thuộc dạng là top những cái con tướng mà mình chơi kém nhất của Liên Quân Mobile. Tulen là nằm trong top 1 đấy các bạn. Nó những cái con tướng mà mình chơi kém nhất là Superman, Tulen và Florentino rồi này, Zena này. Ui giời ơi, bình tĩnh anh ơi. Không được rồi các bạn. Không ổn rồi. Chắc có lẽ mình phải nhu mì ăn nhì thôi. Thả ta ra. Cái chủ thả ta ra cho anh mình máu ơi, coi thả ta ra. Cái chủ này, cái chủ khốn nạn, giờ không cho người ta ăn máu đúng không? Đói đậu xanh thế chứ cuối cùng ăn mình sao xong cái nó xịt cho một cái nó mất tiêu luôn cái bình máu của tôi rồi. Thôi xong. Có ăn cái bình máu không trụ nó cũng giữ cái chân lại này các bạn. Nó nắm chân, nó nắm áo, kéo cổ tay mình, nó không cho mình đi. Nó đều thế cơ chứ. Mình buồn quá trời buồn luôn. Đâu rồi con hàng, đâu rồi ta? Núp ngộ không hả? Núp. Đâu rồi, mình đã kêu núp kìa bạn. Núp đi. Núp luôn đi, đừng có ngại ngùng mà. Chơi nó. Chơi nó đi. Bắn nè. Tất cả cúc cúc ra để cho ngũ khí thể hiện. Đúng rồi, đập đúng rồi, hay quá. Ôi, đập một gậy mà 2 mạng luôn à. Mạnh mẽ thế à. Anh Triệu Vân, bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Đây này em ăn heo. Ôi, anh tới nè bạn. Sao bạn này lạnh lùng vô cảm, bạn ấy không quan tâm đến mình vậy? Thôi chắc có lẽ mình cũng thế này thấy chạy rừng dưới ăn mấy con quái nhưng mà bị quái không còn con nào các bạn ạ. Thôi chạy xuống rừng dưới là mút tiếp nào. Một em ngon lành cành đào Triệu Vân của tứ ơi. Mình thích bạn quá. A thu nè. Có chiêu cuối ở đây các bạn ơi. Bán chiêu. Cái đạch bạch nhà nói chứ. Ăn rồi à? Ai ăn mất tiêu mạng của tôi rồi. Mình bắn chiêu cuối mà nó không chết các bạn ạ. Trời ơi, quái ở đường giữa quá trời đông luôn kìa. Ê, Superman. Ô, sao con Superman nó lại biết đồng đội mình ở trong đấy là thế nào nhở? Ghê vậy. Ngon nha. Bạn ấy giống như là một trong những người có cái đôi mắt gọi là thần thánh ấy nhỉ. Ghê thiệt đấy chứ. Từ thôi các bạn, bình tĩnh thôi. Wow, băng chủ. Và cái kết rất là lờ luôn rồi còn đâu. Thấy anh súp cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ anh luôn đi. Chơi nó. Chơi không? Bây giờ chơi không? Chơi lao vào phát nó lên tại này. Ôi rồi, chết mẹ. 2 kêu, cứu. Chơi luôn. Bắn chút cuối nè. Bắt một cái à. Chơi nó. Này thì láo nháo đèo đậu xanh cho nó. Mày xào hả bưởi. Chết. Để đó, mình ăn cho. Đúng rồi. Ôi giời, có bùi xanh bùi đỏ kia các bạn. Xanh quá trời xanh luôn. Em quá xanh hãy để đội của anh. Tuyệt vời mặt trời các bạn ạ. Tuyệt vời quá. Và mình sẽ ăn bình máu này, xong bơm bình máu này, khỏi cần biến về luôn các bạn. Ăn thêm con quái này nữa thì ui giời ơi, sướng như con cá nướng luôn các bạn ạ. Này, đẩy án. Đói, ghê không? Đẩy bằng chiêu. Rồi đi về. Ui, lấy cái đường giữa cũng không nó ăn rồi. Lại xuống đường dưới kiếm mạng thôi. Mới có 3 mạng mà chưa đủ thấm các bạn ơi. Chơi nè bạn đi. Ôi, chết rồi. Thôi xong ngu thế. Sao bạn em mình có thể gọi là làm ngáo đấy nhờ. Biết thế mình về lấy máu được rồi. Mất luôn con màu xanh rồi. Buồn luôn. Không ăn được mạng nào chứ. Đang tính xuống kiếm chuối mà ai ngờ đâu Superman đẩy phát thốn quá các bạn. Thốn đến tận rốn luôn. Mặc dù mình chơi về bị tưởng Tulen không được hay nhưng mà lâu mình cũng muốn trải nghiệm ăn hành một chút cho các bạn xem cho nó phê chứ chơi mấy con tướng tủ miết trời ơi, cứ hành người ta hoài đôi lúc mình cảm thấy nó có lỗi vô cùng. Thôi để cho các bạn nó hành mình trận hoặc là 2-3 trận gì đi đúng không, cho vui cửa vui nhà chứ. Con ra còn bảo có thắng thì mới có thua chứ, mà gọi là phải thất bại thì mình mới có thể nhận được thành công. Đấy là những cái gì mà mình suy nghĩ. Thắng hoài là không được đâu nha. Mày xạo sao mày? Ôi ơi ơi ôi ơi ơi, chán quá, không được cái miếng nghe mánh nào các bạn ạ. Thôi kệ, không sao cả. Con heo ơi, giữ trụ dùm tới cái định mệnh nhà nó. Có lẽ là mình biết là nó chơi theo thiên hướng gọi là áp sát đấy các bạn. Mình thích chơi những con tướng pháp sư hay là AD tay dài dài cơ. Mình con này cứ phải áp sát, khó chơi quá. Áp sát thì mới lấy được tội nội tại bằng chiêu 2 các bạn. Mày hả bưởi. Mọi người xem mình xử lý Violet này. Nó có cái gì ra? Nó có liềm đúng không? Nó có liềm đúng không? Rồi dồn cái nội tại vào mặt nó mà cuối cùng sao nó chả thấm thía gì thế nào, nhỉ? Nó còn liềm lây cho ăn của mình này. Chết bạc lúc này, xảo xảo này đây. Ra đây, bắn cho một cái này, bắn cho một cái này, quéo không cười luôn. Ê, vậy mà không đủ đam cùng đó nhỉ? Ê, chiều vân. Không sao, nó không có mana đâu. Nó không có mana. Á, chạy. Ôi. Mạnh dữ. Ủa mình thấy nó không có mana mà ta. Ôi dồi ôi, biết thế mà tốc biến sớm hơn một chút thì như nó dãi chứ cuối ở đầu mình thì sao ấy. Thốn quá các bạn ạ. Thấm thiệt đấy chứ. Quá đau lòng. Đó, tiền ít nhất tem rồi kìa. Đúng là đi đường giữa gà thật các bạn. Ít tiền nhất tem luôn. Tại vì mình đi đường giữa mình farm không được các bạn ơi. Mình hay đi long nhong, mình hay quên la lắm. Đâm ra thì farm không được lính. Kiểu như là mình không đi quen, đâm ra mình không có farm căn thời gian mà mình lính. Mày hả bữa ấy, mày hả bữa ấy. Chơi nó. Được rồi, bây giờ đã ra đây. Có chiếc cuối này các bạn. Chơi lương này các bạn ơi. Chơi lương rồi, dân chơi là không sợ mưa rơi to quá, dân chơi đi về, chơi nó. Đâu ai ta? Ôi rồi, con hàng, từ từ lấy nội tại cái đã. Rồi có nội tại này ra chơi nữa nè. Các bạn có con là bay vào đây nào. Cái trang phục này là cái trang phục mà ngày xưa làm nhiệm vụ các bạn. Trang phục dạ hội các bạn đây. Nó có hiệu ứng hình ảnh thôi chứ còn hiệu ứng kỹ năng thì nó cũng chả có gì. Nói chung là tương đối nhìn nó hơi được tí thôi. Trang phục miễn phí mà các bạn. Khoảng không có mất tiền đâm ra thì tiền nào được của đó. Ôi rồi anh yêu béo, anh bình tĩnh yêu béo. Ôi rồi anh tính làm gì em vậy? Em yêu đuối là bóng anh lắm anh ơi. Anh mà vớ vẩn đâu. Ô, hai con hàng này thì lao nháo là bay vào này, giỡn mặt hoài nè. Trời ơi, hai mạng ngọt rớt các bạn ạ. Ôi vừa mới nói ăn hai mạng ngọt rớt xong nó bổ như bổ chuối luôn. Mày hả bưởi, ngụ khỉ đập vào mông nó nên cho nó quyền trượng re hai coi. Mày hả bưởi, nên cho nó có hút máu một xíu các bạn. Từ từ nha. Bắn, đúng rồi, hay quá. Cái tiền quá các bạn ơi. Nếu mà mình trăm farm là mình nhiều tiền là mình cũng ngon đấy chứ, đúng không? Nhưng mà mình ít tiền quá. Các bạn đang xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Các bạn có thể qua kênh anh Hảo like đăng ký cho mình xin một lượt nữa. Tại vì kênh anh Hảo like là mình đang cố gắng lấy được 1 triệu người đăng ký ấy các bạn, cũng nút vàng ấy, nhưng mà dạo gần đây nó mất đề xuất quá, mất tương tác cực kỳ luôn. Vì thế các bạn nào mà chưa đăng ký thì qua đăng ký kênh giúp mình với nhá. Mình sẽ để đường link dưới phần mô tả video ấy, hoặc là có lẽ mình sẽ ghi một cái bình luận để cho các bạn truy cập vào để cho nó nhanh nhá. Tulen nè bạn ơi, Tulen nè. Ôi rớt. Em chỉ đùa một chút chiêu rồi. Nó cầm kiếm nó quay lại luôn các bạn ạ. Tí méo nào mà mạnh mẽ thế nhở. Đâu rồi ta. Chơi nó đi các bạn ơi. Bắn nó. Mình có chiếc cuối này. Ui, đang tính tới KS các bạn. Ê, tới KS mà không được. Chán thế cái chứ. Chỗ này theo mình ngon rồi các bạn ơi. Ngon lành cành đào rồi. Bơi hết vào đây. Bắn. Piu. Quá thơm. Ê, cho mình xin bờ nhu cái. Ôi giời ơi, ngộ không ơi, bạn có bờ nhu rồi, bạn lấy làm gì nữa, bạn phải chép tới chứ. Chú béo kìa, chú béo nó thấy mình rồi. Ý, anh chú béo. Con Tulen này trông vậy nha bạn, nhưng mà nó khá là trâu so với những vị tướng pháp sư đấy. Trong pháp sư thì mình thấy con này nó khá là cực kỳ trâu bò. đánh nó tương đối là khó nhai đấy. Nếu mà bạn nghĩ rằng con Tulen này mà dễ nhai nó là hơi bị khó đấy. Nếu mà gặp phải những người chơi pro ấy, nếu mà mình chơi nhiều thì mình cũng sẽ giống như những người chơi pro, nhưng mà mình ít chơi quá đâm ra thì không đánh hay cho lắm. Chứ nếu mà gặp những người mà đánh Tulen hay là tương đối là khó chịu ạ, khó chịu ạ, khó chịu ạ, khó chịu, khó chịu ạ. Chơi đó, bắn nè, bắn nè, bắn nè, chiêu cuối, bắn, piu. Cái định mệnh không đủ đam. Cái đùa nhau, bồ mình đã chơi KS mất tiêu rồi. Bắn chiêu cuối không đủ đam các bạn ạ. Thiếu một xíu đam nên mới cay chứ. Bổ nó, bổ nó, bổ nó, bổ bùi xanh nó. Bổ bùi xanh cho mình ăn đi. Hóng trò luôn các bạn. Cũng không ăn tham thế. Bùi xanh ra bạn cũng ăn, bùi xanh ra mình cũng ăn. Thứ gì đâu tham thầy thầm đó bạn ơi. Chơi mà chơi không chơi tham như vậy nha. Bậy lắm luôn á. Ẻn mày hả bưởi. Rồi một phát nào chết ta không chết được các bạn. Ôi ta mình giết được 23 chết 9 rồi kìa. Ủa ôi, các bạn ơi, bình tĩnh các bạn ơi. Chuyện đâu có đó, từ từ nói chuyện với nhau bạn đây. Không lên dồn các bạn vào đường cùng như thế các bạn đây. Superman này à. Quá đông quá, đông quá. Thôi 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 thôi, nhu mày ăn gì, nhu mày ăn gì, em sai rồi, em sai rồi. Em sai rồi, cái anh Hindu một mình anh đấu với cả đầu gấu thế kia, tem bạn nó đánh nó vã, nó sút cho thì xin lỗi bạn nhá. Chạy qua đây, coi này, chạy coi này, chạy coi này con nào. Chạy coi này con nào. Chết rồi, Hindu chạy không được nữa rồi các bạn. Có một mình pháp sư nữa. Mình mà là đấu sĩ này đỡ đòn là mình cũng chơi nó đấy. Nhưng mà mình pháp sư mà các bạn. Đâu có đủ đam. Úi rồi. Ui nó bắn đồ tại đau phết các bạn ạ. Nhìn này. Uế lều ơi, uế lều ơi. Wow. Hãy xem tôi đây. Chết nè, định mình thiếu một tí đam kìa. Sam xí đú. Sam xí đú, Sam xí đú, Sam xí đú. Ê, chịu mất, anh chịu mất đây, anh chịu mất đây. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Ôi 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 ôi. Ôi ôi ơi. Cứu. Help me. Help me. Help me. Ai ơi, ai ơi. Đau quá, đau rồi. Cái cú cưa cuối cùng đập mình chết các bạn ạ. Cày thế cái chứ. Hiện tại thì theo mình cũng ăn tương đối nhiều mạng mà, 24 mạng gấp đôi các bạn mà. Chắc cũng không đến nỗi tệ lắm đâu ha. Đúng rồi, đập lại, đúng rồi, đập lại. Rồi. Mày hả mày. Chơi nó, chơi dòng nó đi các bạn. Đúng rồi. Đó. Có cái nội tại con rồng các bạn. Nhưng mà hết rồi. Nãy có mà hết rồi. Đi chung này các cậu. Đi chung này cho mình KS vài mạng đi chơi. Mình chơi con này gà quá. Người ta cười vào mặt mình chết. Mấy bạn ấy lại chửi sứt mặt lờ mình bây giờ. Kêu lại úi giời ơi. Không phải đâu. Thì hôm trước mình tính không làm mấy con tướng mà mình không biết chơi đâu. Nhưng mà mình thấy có vài bạn bình luận kêu là anh làm clip trên không phải là trên mấy con tướng tủ nó nhiều quá rồi. Thật ra mình mọi người các bạn ấy yêu cầu mình làm clip trên mấy con mà mình phế các bạn ít chơi ấy. Đấy thì mình mạnh mẽ mình vào mình làm clip thôi chứ tính ra không làm đâu. Tại vì ai xấu người ta che cho ai khoe bao giờ đúng không? Nhưng mà thôi kệ, cho các bạn xem trải nghiệm khi mà mình chơi gà như thế nào. Uê, chơi đó, chiêu cuối nè bắn, chết mà. Quá ngon, được một em. Trời ơi, qua đấy mình bấm loạn xạ luôn. Mình trái biết cái gì luôn, 2 tem lao vào hỗn chiến. Đánh tùm lum tà la, méo hiểu cái gì luôn đấy. Chết một nè, à. Rồi xong. Quéo con cua rồi. Rồi xong, anh ta ra rớt đài rồi các bạn. Thôi đi về. Bắn được một phát nè. Đó, con này chơi mà nếu mà biết căn cái nội tại là cứ bắn liên tục các bạn nhỉ. Ui, ai Superman. Ai Superman, đầu xanh nhà anh bắn thích mỏi anh luôn nè, chết. Ô, cái thằng khốn nạn này. Cái thằng tốn nạn gọi là Triệu Vân này nó che đạn này. Không được chết chắc với mình rồi. Cái Superman ấy. Mình pha đấy mình không có ấy được. Nó che mất tiêu rồi. Buồn thế. Thôi kệ, không sao. Đầu đội mình cuối cùng cũng hạ gục được Superman rồi mà. Ngon đúng không? Quá là thơm ngon và tinh phết luôn. Peo. Chết mà nè. Không chết ạ. À? Mày lì hả mày? Thế mana rồi các bạn. Con này mà có mana thì bán sướng nhỉ. Thì về kiếm cái mana cái này chạy lên thôi. Mà không nhận con này lúc đầu mình chơi nó cảm thấy khó nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại bây giờ mình chơi thấy nó mạnh mà các bạn. Đặc biệt nó cử động cực kỳ luôn, cái chiêu 2 của nó bấm liên tục lướt 3 lần luôn kìa các bạn. Đấy, cái nội tại của nó cứ nổ tạch 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 tạch, éo rồi. Máu nó cứ rút ầm ầm ra. A Thu gặp mình còn phải ngắc ngây cơ ngả tây chứ. Đâu có phải dạng vừa, nhìn nó đá phết đấy chứ, đúng không các bạn? Mạnh mà. Ê, con hàng, đi đâu con sâu này? Hello baby. Hello baby. Em nó đang ăn rồng. Ồ, ok, ăn rồng rồi đúng không? Mình ăn thần thần các bạn, ăn rồng đúng không? Vô chơi nó nè. Chơi nó. Shoot nó bạn ơi, shoot nó. Các bạn đâu hết rồi, ra đây nào. Chơi đừng chơi núp như thế chứ. 55 nè bạn ơi, 44 nè bạn ơi. 5 đâu mà 5, 44 thôi. Rồi, hai tem lao vào hỗn chiến được rồi. Tem mình có rồng tiên phong mà các bạn. Xông lên ngại ngùng gì. Xông lên ngại ngùng gì. Xông lên ngại ngùng á, các bạn đang lao ra kìa. Rú béo, quánh bỏ vào, rú béo luôn. Lao nhau hả? Lao nhau hả? Chiều cuối băng tiếp nè. Mày xảo xảo hả bưởi? Chết mày nè, hư nè, hư nè. Ô cái con này chiều cuối nó hồi liên tục các bạn ơi. Đá quá, đá quá. Đá quá đi, đá quá đi. Đá quá, mày hả bưởi? Oh my god, chạy được kìa các bạn. Ôi rồi, thôi xong rồi. Triệu Vân nó bổ cho mình nát đít rồi. Nó đứng đằng sau nó bổ tới. Ui rồi, thứ nào chịu nói. Đâu Superman solo sub. Ê ta lao ơi, bình tĩnh bạn ơi. Ôi đầu ra đây, cho bạn bắn chỗ cuối nào, cho bắn chỗ cuối này. Chết mẹ. Chơi nó, chơi luôn bạn ơi, chơi luôn ta đó. Quánh luôn. Ừ hay lắm, 10 kill rồi. Thơm lường như cùng gừng luôn. Sexy lady baby. Rồi xong rồi béo. Ô anh người ta muốn ăn tôi hả? Muốn ăn người ta nè. Ăn đấm vào má nhá, ăn đá vào người nhá, ăn sút vào mông nhá. Chết mày là ta ra làm gì đây? Mà ta ra làm gì đây? Ui rồi thôi, thế này mình chịu rồi, mình không thể nào đỡ được rồi. À thôi rồi, solo không? Có giáp gai A luôn hả? Chơi không? Chơi là chơi nè. Chơi lại solo với chúng tớ này. Solo với chúng tớ này. Ghê chưa? Ghê chưa các bạn? A Thu gặp mình còn phải tắt nứng rồi mà. Sao mà có thể gọi là ấy được. Nó lên giáp gai A rồi mà gặp mình nó vẫn phải tắt điện các bạn. Đánh cho tắt điện luôn thì nó mới gắt. Ồ. Mày chết nè. Úi giời ơi. Ngon chưa. Xàm xí đú này. Chết mà nè. Wow. Sexy lady baby. Chơi solo này. Anh súp bây giờ mà full đồ rồi các bạn. Bây giờ thích là mình nhích luôn này. Solo bật co tay đôi với nhau luôn này. Hảo cân hết. Ra đây. Mạnh rồi các bạn. Tulen giờ là mạnh rồi. Tính đến thời điểm hiện tại bây giờ là Tulen là bá lắm rồi đó. Núp hả? Ok thì núp đi, núp vô. Bắt cóc hấp diêm à? Hồi nãy giờ tem mình với cả tem bạn hai bên lao vào càn nhau, đánh nhau tương đối cũng mạnh. Tem mình cũng trâu và tem nó cũng trâu. Ê! Chơi đó, bắt cóc hấp diêm đó. Có chiêu cuối đây, bắn. Ui giời ơi, chưa kêu làm gì mà sao chết rồi thôi rồi. Chán đi, chiêu cuối của mình còn chưa xài được mà. Chơi nó luôn. Superman à? Superman này, gấu béo này, sâu văn bò nè. Đâu rồi? Còn ai nữa không? Thằng Superman sống. Oh man, nó chết luôn rồi còn đâu. Thôi xong, tem bạn chết còn có 2 người à. Mình không ăn được mạng nào hết các bạn. Tiếc quá. Buồn luôn. Không ăn được mạng nào. Mày há bưởi. Triệu Văn kìa. Nội tại nó nổ cho tẹt. Bắn chiêu cuối nè. Chết nè. Một em Triệu Văn. Rồi ok, mình cũng đã hạ gục Triệu Văn rồi. Lúc đầu chỉ là nó ra một mạnh thôi, nhưng mà cái kết thì bạn ấy đã sấp mặt luôn rồi. Ok, win này các bạn ơi. Trời ơi, con này mình chơi gà quá mà cuối cùng vẫn ra thắng các bạn. Mừng rơi nước mắt chảy nước mũi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Ok, bon ye, baby ok.